chúc Diễn Điều Miêu có bao giờ để cho nam chính của mình nói ra cái câu này trong bộ phim của mình chưa? Thường thường thì là em sẽ không có ghi mấy câu này trong phim em. Tại vì thường thường nam chính của phim em thì nó sẽ không thuộc cái dạng mà show off ra quá nhiều cái kiểu tình cảm á. Thể loại mà nam chính của em viết là nó phải hơi lạnh lùng xíu. Kiểu dạng vậy nhưng mà làm hành động nhiều hơn. Đây là một câu nói mà thể hiện độ tự tin rất lớn của người đàn ông. Đó chính là: em sẽ không tìm được ai thương em hơn anh đâu. Ai cũng nói luôn câu này là người yêu cũ nào cũng từng nói hết. Hoặc là em sẽ không tìm được người ai tốt hơn anh đâu. Đúng. Đúng rồi. Trời ơi. Dạ, câu này là câu nói của người yêu cũ của Isa. Nhưng mà trường hợp á mà nói vậy, nó nói câu này á là lúc đó là hai đứa cũng đã quen nhau 3 năm rồi. Xong rồi đây là cái khoảng mà cãi nhau kinh khủng nhất. Cãi nhau rồi đập phá đồ đạc cũng có luôn. Và làm mọi thứ nói những lời tổn thương với nhau ghê gớm lắm kìa. Thì lúc đó bạn đó kiểu như là cũng chịu đựng hết nổi rồi. Xong bạn đó là con trai, nhưng mà cái lúc đó bạn nó rớt nước mắt. Nó quay sang mà nó nói rằng là nó giọng rất nhẹ nhàng: My cứ em làm ở như là My My cứ đi tìm những người khác đi, quen những người khác đi, mình sẽ thấy là không có ai bằng bạn đó đâu, không ai thương em. Không ai thương, không ai câu thương. Câu chuyện này là sẽ có nhiều vấn đề để nói nè, bởi vì tôi tin là các bạn nữ cũng ít nhất một lần được nghe câu này trong đời, đúng không? Đó, nghe hoài luôn á. Nghe hoài luôn hả? Có rất là nhiều người nói với em nhiều câu lãng mạn như nãy giờ mọi người kể lắm, rất nhiều cái em có thể nhớ, nhưng mà đây là cái câu mà nó làm mình cảm thấy là dằn vặt suốt chia tay 3 năm nay rồi. Dằn vặt suốt 3 năm nay là bởi vì đúng nghĩa là em vẫn chưa tìm được ai mà lo lắng thương cho em bằng bạn đó. Thật ra cái câu này em cũng đã từng nghe. Câu này là trong những cái lần mà gọi là cãi vã và chia tay thì người này có nói là tôi thách em đi ra ngoài tìm ai khác mà tốt hơn tôi, gọi là yêu em hơn tôi, kiểu vậy. Kiểu người đó nói một cái tự tin là không ai yêu em bằng người đó. Nhưng mà ngày hôm nay em xin chia sẻ là sau người đó, người thứ hai thương em hơn người đó. Và hiện tại người thứ ba còn thương em hơn. Tùy từng người, tùy hoàn cảnh nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu thì mọi người nghe câu này mọi người sẽ nghĩ rằng là nó một cái lời mà kiểu mà cắt lưỡi đầu môi, không kiểu mà nói cho có vậy thôi. Nhưng mà đối với em thì đây là cái trường hợp mà em thấy là bạn đã nói thật sự là cái nỗi lòng bạn đó. Và lúc đó là bạn đã nói là bạn đó đang khóc. Đúng rồi, tại vì cái hoàn cảnh của chị, cái hoàn cảnh chị Misoa đang giận nhau và đang khóc, đang cao trào, thì người ta bộc lộ cái tình cảm đó ra. Em nghĩ là mỗi người mỗi khác. Đạo diễn Triệu View, đạo diễn Triệu View có bao giờ để cho nam chính của mình nói ra cái câu này trong bộ phim của mình chưa? Thường thường thì là em sẽ không có ghi mấy câu này trong phim em. Tại vì thường thường nam chính của phim em thì nó sẽ không thuộc cái dạng mà show off ra quá nhiều cái kiểu tình cảm á. Thể loại mà nam chính của em viết là nó phải hơi lạnh lùng xíu. Kiểu dạng vậy nhưng mà làm hành động nhiều hơn. Nhưng mà câu này em cũng từng nghe một người, không biết là người có bao nhiêu, nhưng mà em nhớ có một người đi qua là đời em cũng đã nói em câu này rồi. Nhưng mà nó còn đáng sợ hơn vậy nữa. Ghê vậy? Đúng rồi, lúc đó là em học năm nhất hay năm hai gì đó, thì người đó đã đi làm trong nghề rồi. Và có một lần nói với em là đại loại là nếu mà em ra trường thì nếu mà được thì hãy đi làm với người đó. Tại vì người đó sẽ che chở bảo vệ em, không ai bằng được anh, kiểu dạng vậy. Nhưng mà tất nhiên không tin rồi, tại vì em là người rất là độc lập, em không có tin vào những cái câu nói đó. Tại vì con trai mà nếu như mà muốn mà được lòng em thì càng lạnh lùng với em càng tốt. Đừng có sườn xả với em quá, em không thích. Theo các bạn nữ thì tại sao các cánh mày râu lại hay nói những cái câu nói như vậy? Với Chi thôi nha, câu chuyện của Chi thôi thì Chi cũng đã từng nghe câu này rồi. Nhưng mà câu chuyện của Chi thì cái người bạn đó giống người bạn của Misa. Tức là cả hai cái mối quan hệ lúc đó đang bị khủng hoảng lắm rồi. Tức là bản thân người ta còn thương mình, nhưng người ta cảm giác là người ta không hướng mình được theo cái hướng người ta mong muốn. Người ta cảm thấy mệt mỏi, người ta cảm thấy bất lực. Nên người ta trước khi người ta đi á, người ta thả nhẹo câu như vậy. Tức là thay vì cố gắng tiếp thì người ta lại nói như vậy. Và sẵn sàng để cho mình, bạn đó nói luôn là cứ việc đi tiếp, quen tiếp đi, để rồi cuối cùng nhìn lại thì sẽ thấy được là người đó là người tốt nhất. Ý là theo Chi á, theo Chi thì đây là một cái sự lựa chọn không nên có nếu mà mình còn thương cái người đó. Bởi vì với câu chuyện của Chi nha, thì sau khi cái anh đó anh nói như vậy á, thì đúng là Chi đi tiếp thật. Và khi mà Chi đi tiếp á, thì Chi gặp một người khác và Chi đã không còn yêu anh đó nữa. Thì sau này khi anh đó cứ kiểu nghe ngóng coi là
6 tháng, 1 năm rồi thì Chi sẽ nhận ra được cái điều đó chưa? Thì thay vì Chi nhận ra được điều gì thì Chi đã yêu người khác mất rồi. Nên là thành ra đây là một cái Chi nghĩ rằng trong tình cảm khi còn yêu hãy cứ cố gắng, chứ đừng nghĩ là kiểu giống như là mình nghĩ là người ta đi tiếp, người ta sẽ không gặp được ai tốt như mình thì người ta sẽ thương mình hơn hay là thương mình lại á. Thì cái điều đó nó cũng rất là may rủi. Thực ra khi mà nói cái câu đó thường nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là bởi vì người ta cảm thấy người ta bất lực rồi, tại vì người kia đã muốn đi rồi mà người ta chỉ muốn nói một cái điều rằng là em cứ đi đi, nhưng mà sẽ không có ai tốt hơn anh đâu. Là trường hợp thứ nhất là vì cái tình cảm thực sự. Trường hợp thứ hai của mày, của Linh, là vì cái tôi quá lớn. Thế thì bên cái cánh mày râu, cái con mày râu nghĩ như thế nào ạ? Thanh niên rồi, thanh niên kia nhìn trời nữa rồi. Tại sao vậy bị mát? Dạ, điều gì vậy? Em có bao giờ nói với em câu nói đó không? Dạ, người yêu cũ của em thì chưa nói với em câu đó. Ba người vẫn chưa nghe được người nào nói câu đó cả. Ê, cuộc đời này chán quá ha. Cuộc đời nó có hơi... Cảm giác giống như bị mắt không có một chút trọng lượng gì quan trọng giữa người ta chứ. Thì cũng là cái bạn vừa rồi mình mới chia tay thì cũng là duy nhất cái bạn đấy nói với mình câu là sẽ không còn ai kiểu thương anh được như là em thương anh đâu. Bạn có nói câu là em yêu anh chứ không phải là vì cái vẻ bề ngoài của anh, mà cũng không phải là vì vật chất, mà cũng không phải là vì cái nghề anh đang làm. Thật sự là bạn ấy rất là ghét cái nghề mà em đang làm, tại vì hay tiếp xúc với những cô gái rất là kiểu xinh đẹp hơn bạn đấy rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái bạn ấy nói ra cái câu đấy xong rồi làm mình kiểu mềm lòng ấy. Xong lúc đó là chả biết làm gì, chỉ biết ôm vào lòng. Anh đừng ta nói câu này rồi chứ bộ. Thiệt là anh có tìm tới cả cuộc đời này sẽ không bao giờ kiếm được một người nào mà là yêu anh nhiều hơn em đâu. 3 ngày sau có bạn trai mới. Là sao? Vậy thì cuối cùng là cái điều bạn nói là đang chứng thực lại là cái điều là tôi bỏ bạn là tôi tiếc, hay là bạn đang cố gắng làm cho tôi tức bởi vì là tôi bỏ bạn? Là sao tôi không hiểu, cho nên là từ đó trở đi là tôi không có nghe là chúc em gái. Chúc quý vị và các bạn xem chương trình vui vẻ. Nhưng mà thật ra đó, như câu nói này là câu này luôn nằm ở hai khía cạnh. Chúng ta phải coi rằng là thật sự là khi người ta thốt ra câu này là người ta thật sự là còn yêu mình hay không, hay là chỉ là nói để mà cho bỏ tức bỏ ghét thôi. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay: ai cũng có việc bận, không sao cả, miễn em tới là được. Là sao? Chưa hiểu lắm. Nghe cũng hơi khó hiểu. Câu chuyện của Nhã, thường thì công việc của tụi mình đi quay á, thì giờ giấc nó sẽ không có được đúng như mình mong đợi lắm. Có những hôm nó đúng thì là ok, nhưng cũng có những hôm nó bị trễ giờ. Thì hôm đó thì Nhã nghĩ là Nhã sẽ về đúng giờ, thế là Nhã hẹn bạn đó. Thì bạn đó làm công việc văn phòng, cho nên là xong á thì bạn đó sẽ xuống đợi Nhã như đúng giờ hẹn, là đợi ở dưới chân công ty. Thì ở công ty nó có một cái công viên nhỏ, thì bạn hẹn nhau ở ngay đó. Thì không ngờ là hôm đó Nhã đi quay về bị trễ tiến độ gần 2 tiếng. Thế là Nhã về nhà thì thay đồ lật đật chạy qua đó thì nó đã trễ gần 2 tiếng rồi. Thì Nhã nghĩ là hồi đó tụi Nhã chưa phải là yêu nhau, chỉ là mới crush nhau thôi. Thế là mình nghĩ là trời, chắc là trễ gần 2 tiếng, chắc nó đi về rồi, hoặc là chắc là bực mình lắm. Nhưng mà cái xong lúc đó Nhã mới nghĩ là nếu mà còn ngồi đó thì Nhã sẽ nghĩ ra một cái trò gì đó để Nhã xoa dịu người ta ngay lập tức. Thế là Nhã cầm một cái máy điện thoại, Nhã lén lén như núp trong lùm, Nhã đi ra để Nhã tìm cách Nhã quay lại coi thử cái thái độ của người ta sẽ như thế nào với mình. Thì cái lúc đó Nhã đang cầm điện thoại, cái Nhã đi quay tới, cái Nhã nói hello, xin chào. Cái tự nhiên bạn đó đang ngồi chơi game cắm cuối, thế là bạn đấy ngẩng mặt lên thì thấy Nhã, thế là bạn đó chạy tới ôm Nhã, ôm chặt cứng luôn đó. Trời, em tới rồi. Cái xong á, ủa em tới trễ đó, anh có biết là em tới trễ gần 2 tiếng không? Anh nói không sao hết, ai cũng có việc bận hết, miễn Nhã tới là vui rồi. Lúc đó là yêu nhau chưa? Hay là đang cua nhau? Crush thôi. Đang cua đúng không? Crush thôi. Cua nhau mới ngồi chờ nhau kiểu đó thôi. Sao hôm đó là Nhã chết dảnh luôn. Chứ sau này mà yêu rồi thôi đi về luôn. Nhưng mà sau này khi mà yêu rồi á, là Nhã có bao giờ tới trễ 2 tiếng thử một lần nào nữa chưa? Cũng có, thường xuyên. Ta có nói vậy nữa không? Không, tại vì Nhã biết là bạn sẽ thông cảm rồi, cho nên bình thường bạn vẫn giữ ở trạng thái là vẫn ngồi đợi Nhã. Thế bây giờ đã chia tay chưa? Bây giờ vẫn đợi. Cũng tội. Thế bây giờ đã chia tay chưa? Người ta nói vẫn đợi mà. Tự nhiên cái thú là chia tay hoài. Thôi đã thôi. Từ những câu nói nào là các bạn thường là sẽ dễ cảm giác là rung động? Phải nói tùy hoàn cảnh diễn ra nữa thì người ta mới cảm thấy câu nói em là mình nhớ hay không? Ý là lời nói đôi lúc nó không quan trọng bằng cái thái độ á. Cũng là một câu đó, nhưng mà có người nói nghe rất dễ thương, nhưng có nhiều người nói nghe giả lắm. Cái hoàn cảnh xảy ra nữa nó mới là mình có chấp nhận được cái câu đó hay không. Đó là một cái câu chuyện rất là dễ thương đúng không? Dạ. Câu chuyện rất là dễ thương, không hay thật sự.
Câu chuyện tiếp theo. Đừng ăn bám ba mẹ nữa, hãy ra đời kiếm tiền đi. Wow. Đây là câu nói em khá là ấn tượng, bởi vì nhờ cái câu nói này mà em đã rất là cố gắng gắn và phấn đấu trong suốt những năm vừa qua. Là câu nói này em được nhận từ khi em còn đi học. Thì cái vấn đề là em và bạn trai có hai hoàn cảnh khác nhau. Em thì được gia đình cũng có điều kiện, cho nên là ba mẹ chỉ muốn em tập trung vào việc học thôi, không muốn em đi làm thêm. Mà ngày xưa khi mà em học trường sân khấu thì em phải học một ngày hai buổi. Và có những cái ngày thi á, thì phải ở lại tập bài đêm nữa. Tức là khi mà học trường sân khấu thì giờ giấc nó sẽ không có lịch cố định giống như là một số nơi khác. Mà đôi khi nó còn phải lịch đi diễn, lịch này nọ. Cho nên là em không có chủ động được cái thời gian của mình. Mặc dù cái khoảng thời gian đó em cũng rất là muốn được ra đời để mà đi làm thêm. Mục đích là để mình lăn trải với đời thôi. Nhưng mà không có thời gian cố định. Tất cả các công việc đều bắt buộc mình phải đăng ký một cái thời gian cố định hết. Thì em không có được cái đó. Cho nên là em cũng có nói với ba mẹ, thì ba mẹ cũng ngăn cản, nói là giờ ba mẹ không muốn. Cái điều ba mẹ muốn là con lên thành phố là để con học đại học, chứ không phải là để con đi làm. Cho nên ba mẹ không muốn. Còn về phía bạn em thì bạn em cũng học đại học và gia đình thì khó khăn. Cho nên là bạn ấy đã lâm vào cảnh là không có tiền để học phí và phải bỏ học để đi làm để mà nuôi sống bản thân mình. Thì khi mà em nhìn thấy hoàn cảnh của bạn vậy em rất là thương. Thật sự là em rất là thương bạn ấy luôn, và em sẵn sàng là bớt một ít tiền ăn của mình lại để mình san sẻ được với bạn ấy. Cái khoảng thời gian đó em nhớ là hai tụi em có khi mà hai đứa đói mà trong túi không còn một đồng nào, chỉ đủ mua ổn thì không thôi đó. Thì hai đứa em vẫn mua chia đôi ra ăn. Cái nghề nghiệp chưa ổn định á thì sẽ rất là kiểu như bị tủi thân. Và em có một bạn bên em là đã từng quen bạn gái nhưng mà phải chia tay, là tại vì cái cô bé đó, cô bé rất là giàu có, mỗi lần đi ăn là cô bé đó bao, mỗi lần đi ăn là cô bé đó bao. Cô bé đó không có quan tâm là không có kiểu như anh trả hay là em trả, tự trả luôn. Thì đâm ra nhiều lần vậy, cậu cảm thấy tự ái, tự một ngày đó tự chia tay luôn và nói là muốn tập trung vào sự nghiệp. Thì em nghĩ là nó có một cái tự ái của cái người đàn ông. Thường khi đàn ông mà đã buông ra câu này á thì thật sự là họ bị tự ti. Đúng rồi, bị tự ti á. Rõ ràng. Tại vì mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau. Đối với nhà cô gái đó có thể ra mua một đôi giày 2-3 triệu. Nó cũng giống như đi ăn một bữa sushi vậy đó. Nó không có cái gì mà gọi là khó khăn vất vả hết. Đối với họ là cái chuyện đó là họ đã quen từ bé rồi, cho nên là mình cũng không trách họ được. Nhưng mà đối với bạn trai đó, cái chuyện mà là bỏ ra 500 ngàn để mà dẫn bạn gái mình đi ăn thì nó cũng là một cái nỗ lực rất lớn của bạn trai. Nếu như mà lâm vào chuyện nhưng khó khăn. Nhưng mà có những người cô gái thì tại vì tuổi trẻ đa phần cái này là bị là tại vì còn trẻ và chưa kinh nghiệm trong tình yêu. Cho nên chính vì điều đó mà họ cảm thấy rằng là họ cứ ủa sao anh cứ bị khó chịu hoài vậy? Cái chuyện đó thấy bình thường mà. Thì vô hình dung thì cái chuyện là làm tổn thương người đàn ông đó nhiều hơn. Và cuối cùng là nó đi đến cái chuyện đứt gánh giữa đường như thế. Và đàn ông phải buông ra những cái lời như thế. Thì anh nghĩ là anh không biết bạn trai của em như thế nào, nhưng anh nghĩ là nó cũng sẽ rơi vào một trong cái trường hợp mà nó tương tự như vậy. Tại vì đàn ông mà ai mà không muốn chăm lo cho bạn gái mình, và đặc biệt là bạn gái mình ngày xưa mà có người yêu mà giàu nữa, coi thử coi. Tự nhiên trước mình mà quen một người đó giàu là giàu đơn toàn. Đúng đi rồi. Xe hơi rồi nọ, xong mua đồ hiệu, xong tự nhiên giờ quen mình đi xe đạp, tự ti cực kỳ luôn. Nếu mà là con gái thì mình phải khéo léo, mình phải biết cách để mà mình làm cách nào để cho đàn ông của mình không có bị tổn thương và giúp cho người đàn ông của mình tự tin hơn đó.